Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói về cái chủ đề, cái phương thức để ứng dụng vào lúc chết. Nên là trong cuộc đời thì nó chỉ có hai cái mốc chính là chúng ta sanh ra đời và chúng ta chết đi. Nên là cho nên mà một người được sinh ra thì trong gia đình mọi người thân đều rất là vui hoan hỷ, và một người khi chết thì thực sự nó không được hoan hỷ như vậy, và nó ngược lại, nó rất là phiền não khổ đau. Nhưng mà trong cái chết, đối với những người mà người ta hiểu biết về sanh tử đó, thì người ta có thể có cách để mà đưa trong nhân dịp cái chết đó, nghĩa là mình lợi dụng vào cái chết đó, mình có thể làm được những việc lợi ích, và mình biết con đường mà phải đi như thế nào, phải chết như thế nào. Cho nên chúng ta điều khiển cái chết, nên là điều khiển cái chết chứ không phải là chúng ta bị chết. Nếu mà chúng ta biết theo cái phương pháp này. Trước hết là chúng ta phải biết các triệu chứng của cái chết, hay là phần đầu của cái bật đô. Ánh sáng trong ban đầu của sự cái thấy vào lúc chết. Cho nên chúng ta phải biết, bởi vì tất cả mọi người đều sẽ trải qua cái tâm trạng này, đều cái cảnh này, nhưng mà phần nhiều thì chúng ta không ý thức được. Chứ không phải là có người nào trải qua và người nào không trải qua. Tất cả chúng ta đều phải trải qua. Vào lúc đối diện với ánh sáng trong suốt, căn bản chứ không có một tình trạng trung gian nào khác, thì có ba hạng người khác nhau. Thì chúng ta coi thử chúng ta cần có. Cái giáo lý này đưa đến giải thoát, nếu hiểu rõ thấu đáo thì cái tinh thần và những cái người mà như là những người Phật tử chúng ta học hỏi đó, thì chúng ta có thể tự điều khiển trước khi chúng ta chết và trong khi chúng ta đang chết. Và chúng ta nếu mà biết được cái phương pháp này thì chúng ta có thể tự điều khiển cái chết. Và dĩ nhiên là trừ những người mà họ giác ngộ hoặc là họ niệm Phật mà biết mình được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc, thì cái điều này là đặc biệt rồi, hy hữu rồi. Tức là có khi khi người ta biết trước cái ngày giờ, ta biết cái mình sẽ đi đâu, ta biết trước. Và có những người họ nói với bà con rằng ngày mai, ngày mốt hay là mấy hôm nữa thì tôi sẽ chết. À, cho nên cái điều này nó cũng xảy ra rất nhiều. Nhưng mà đa số thì chúng ta chết không thể biết được. Sanh thì ai cũng biết là sắp sanh hay là đang sanh. Còn cái chết thì không có biết là chúng ta sắp chết hay là đang chết. Sắp chết thì có khi biết chết, nhưng mà trong khi chết thì cái người đó không ý thức nổi. Cho nên ở đây nó có cái sự hướng dẫn. Cho nên đây là cái phương pháp chuyển, gọi là cái chuyển di cái nguyên lý ý thức để chúng ta đi vào ở trong cái chết. Cho nên tất cả mọi người đều phải lắng nghe giáo lý của đấng giải thoát bằng sự thấu hiểu. Muốn được như vậy, các tín đồ phải trước tiên là xem xét các triệu chứng của cái chết, như là những cái dấu hiệu về cái màu da, đôi mắt,
hay là tất cả cái sự nghĩa là dao động của người sắp chết. Cho nên khi tất cả triệu chứng của cái chết đã đầy đủ thì lúc ấy việc thích hợp là ứng dụng sự chuyển di. Bởi vì cái vấn đề mà chuyển di tâm thức là một cái vấn đề thật sự thì những người họ hiểu biết thời xưa cũng như những người Tây Tạng bây giờ họ đều có thể làm được. Và có những người học Phật như bình thường như mình ấy, thì mình không chú ý đến đó, cho nên mình có khi mình chỉ tụng niệm hay là cầu nguyện hay này kia thôi, chứ còn mình không biết hướng dẫn trực tiếp cho cái tâm thức, cái linh hồn đó nó đi đâu. Cho nên người ta cứ hướng dẫn ấy. Nhưng mà con đường của những thiện nguyện che chở cho thân trung ấm khỏi phải sợ hãi, con đường của những thiện nguyện giúp cho thân trung ấm thoát khỏi các cạm bẫy nguy hiểm. Các lời căn bản về thân trung ấm tất cả đều phải được đọc một cách rõ ràng với giọng đọc thích hợp riêng cho mỗi loại. Bây giờ đến lúc đọc tập sách này 7 lần hay là 3 lần tùy theo trường hợp, trước tiên là đối chiếu với các triệu chứng của cái chết theo như thứ lớp chúng nó hay xảy ra vào lúc lúc chết, kế đến là sốt sáng nhắc nhở để thân trung ấm đối chiếu với thực tại. Nghĩa là chúng ta có thể đọc những cái bản văn này trước khi người ta chết để người ta thấy rõ, người ta hiểu biết là người ta sẽ sắp đi như thế nào, sắp ra đi như thế nào. Và trong lúc đó thì cái người chết đó họ có cái sự chuẩn bị. Còn nếu không á thì chúng ta áp dụng những cái mà ở trong sách này chỉ cho khi mà chúng ta ra đi như thế nào. Phần nhiều thì tất cả mọi người đều phải chết, nhưng mà chúng ta lại không có chuẩn bị, cho nên khi chết nó rất khổ. Mình đã khổ rồi mà người xung quanh cũng khổ nữa. Các triệu chứng của cái chết hay là phải hay là phần đầu của chi khai bạc đô, ánh sáng trong suốt ban đầu được thấy vào lúc chết. Vào lúc đối diện với ánh sáng trong suốt căn bản chứ không có một tình trạng trung gian nào khác thì có ba hạng người như sau. Bởi vì trong khi mà chúng ta vừa chết đó thì chỉ chừng mấy phút hay là có khi một thời gian ngắn nào đó thì cái ánh sáng nó bùng lên, đó là cái ánh sáng của cái pháp thân, cái ánh sáng thật của chúng ta đó, nó trong như là một cái bức màn và nó trong suốt. Trong trong kinh cũng thường nói cái ánh sáng đó là cái pháp thân của chúng ta sau khi chết nó thoát ra. Trước khi mà nó đi đầu thai nó có những khoảnh khắc trung thực của cái pháp thân đó. Cho nên vào lúc đối diện với ánh sáng đó trong suốt đó, một tình trạng trung gian khác có ba hạng người khác nhau. Những người đã từng nghe các lời giáo huấn tôn giáo có thể thấy ánh sáng đó mà không nhận nó. Có những vị nhận ra nó nhưng chưa quen thực hành. Nay được đem ứng dụng thì những vị này đạt pháp thân không phải sinh qua đại lộ, nghĩa là của hướng thượng. Nghĩa là khi mà chúng ta không biết cái phương pháp này thì thực sự thì chẳng những người chết mà người sống xung quanh họ cũng không biết gì, họ rất hoang mang. Nghĩa là có thể nói bình thường nếu mà không có tu luyện và không có biết cái pháp này thì có thể 95 hay là 99% là người ta đều hoang mang sợ hãi trong khi chết. Đó là một cái điều sự thật. Đây là phương thức ứng dụng, nếu có thể được thì điều tốt hơn hết là có một vị thầy
chỉ cho người chết có lời dạy cần thiết. Nếu không có được vị thầy thì phải nhớ nhờ một đạo hữu hay là một người có học thức cùng một đức tin. Nếu không ai có thể thì lúc đó phải nhờ một người nào có thể đọc rõ ràng tập sách này nhiều lần. Điều này sẽ nhắc cho người chết nhớ lại các điều họ đã nghe nói về việc đối chiếu, và họ có thể sẽ nhận ra ánh sáng căn bản trong suốt được giải thoát. Đây là thời gian ứng dụng bắt đầu. Khi hơi thở ra chấm dứt, tức là cái người chết khi mà họ hơi thở vừa ra thì họ không thở vào được. Tức là ta nói một hơi thở ra mà không vào thì người đó là đổi qua đời khác rồi. Khi hơi thở ra chấm dứt thì sinh lực bị rơi vào trung khu thần kinh của cái biết, của các cái biết và người biết. Ở trong cái đầu chúng ta nó có những cái trung khu thần kinh để mà nó nhận diện, cũng gọi là cái phần ký ức, nó biết và người biết. Kinh nghiệm được ánh sáng trong suốt trong điều kiện tự nhiên của nó. Lúc đó sinh lực bị phóng xuất chảy xuống dọc theo các dây thần kinh sinh lý bên phải và bên trái cột xương sống. Cái sinh lực của đời sống của mình, cái sức mạnh mà nó phía trong cái da thịt hay cái gì đó, nó sẽ chạy theo cái đường xương sống bên phải và bên trái. Cho nên, và rạng đông của tình trạng trung gian hiện ra trong chốc lát. Các lời hướng dẫn này phải được ứng dụng trước khi sinh lực lan ra trong đường gân bên trái, sau lúc đã qua trung khu thần kinh của rúng. Nếu cái trung khu thần kinh của dưới bụng mình, tức là có thể là như là huyệt đan điền hay là trung cực gì đó. Thời gian thường cần thiết cho sự vận chuyển này của sinh lực. Khi hơi thở còn thoi thóp và khoảng chừng bằng thời gian một bữa ăn. Cái lúc mà hơi thở nó thoi thóp, nó sắp chết rồi đó, ai cũng biết hết cả, gọi là nó bắt đầu có thể nó lấy hơi lên. Thì cái thời gian nó không lâu, nó có lâu nhất thì trong bữa ăn thôi là nó đứt hơi thôi. Đây là phương thức ứng dụng. Khi hơi thở sắp sửa chấm dứt mà sự chuyển di đã được thực hiện là tốt. Nếu nó đã không có hiệu quả thì lúc đó phải tuyên đọc lời này. Thiện nam tử, đã đến lúc ngươi phải tìm đường giải thoát. Đó là cái người mà ngồi gần bên đó, hay là cái vị thầy đó phải đọc cái lời là: này bạn, hay là này anh, này chị, bây giờ là người phải đi con đường giải thoát, phải biết con đường giải thoát mà đi. Hơi thở của người sắp chấm dứt, tức là phải nói cho người ta, bởi vì lúc đó hơi thở họ ổn hỗn hển, nghĩa là có thể họ mệt mỏi lắm, nhưng mà họ không biết là chỉ còn một vài phút nữa là nó chấm dứt mất rồi. Cho nên mình phải nói cho họ biết để họ không có. Hơi thở của người sắp chấm dứt, thầy của người đã đặt người đối diện với ánh sáng trong suốt. Và bây giờ người sắp biết nó trong thực tại của nó, trong tình trạng của thân trung ấm. Tức là mình nói cho người đó biết rằng bây giờ, nghĩa là người sẽ sắp đối diện với cái thực tại của chính người, là cái thân trung ấm. Thân trung ấm tức là mình nói cũng giống như cái hồn, cái thức người đó. Nơi đó thì mọi sự vật như bầu trời rỗng suốt, không có mây. Cái chỗ đó thì nó trống rỗng, nó rỗng suốt cũng như là một bầu trời xanh mà không mây. Cái lúc ban đầu mà người chết mới thấy, mà chính là cái chỗ đó là cái tâm của người hiện ra ban đầu đó. Sau đó nó sẽ hiện nhiều cách lắm. Và thần trí thì trống rỗng, trống không, không có dấu vết, như hư không, trong suốt, không có trung điểm và cũng chẳng có đường viền nào.
Giống như chúng ta nhìn một bầu trời xanh, nghĩa là lơ xanh bát ngát thì nó trống rỗng trong suốt, nó không có đường viền, thì lúc đó chúng ta nhìn chính chính chúng ta là cái sự trong suốt đó, cái sự trống rỗng đó. Nhưng mà chúng ta không có ý thức được. Vào lúc này người nên tự biết mình và yên trong thực tại đó. Tôi cũng vậy, bây giờ đây tôi đang đặt người trong sự đối chiếu ấy. Đọc xong lời đó phải lặp lại nhiều lần. Chúng ta phải lặp lại cái câu ở trên nó nhiều lần. Bên nhiều lần bên tai của người đó, chứ không phải là chúng ta đọc như đọc kinh bên ngoài, chúng ta đọc sát cho người đó nghe. Người đang hấp thối, để người im in giữ nó trong tâm trí trước khi hơi thở dứt hẳn. Nghĩa là mình cũng nói rõ cho người đó nghe cái tình trạng trước khi cái hơi thở nó chấm dứt. Khi hơi thở sắp sửa dứt hẳn, phải xoay mình người chết, đặt họ nằm quay mặt về bên phải. Tức là thường thường cũng như chúng ta xoay mặt về phương Tây, đầu về hướng Bắc, là chúng ta xoay mình cũng giống như những chỗ nằm chúng ta luôn luôn xoay về hướng Tây. Cái đầu hướng Bắc bởi vì nó thuận theo cái chiều quay của địa cầu. Và nó cũng hướng về cái phía mặt trời lặn Tây phương. Đó. Để người yên giữ nó trong tâm trước khi hơi thở chấm dứt. Khi hơi thở sắp sửa dứt, phải xoay mình người chết, đặt họ nằm về bên phải như cách nằm của con sư tử ngủ. Nhịp độ của các động mạch bên phải và bên trái phải được chặn lại. Cái này thì chúng ta phải phải cố ghi nhớ vào trước khi chết, hoặc là chúng ta hỏi bác sĩ cái những cái động mạch bên phải và bên trái cho nó chính xác, chứ không lúc đó chúng ta chờ trong người người đó mình chúng ta bấm tầm bậy thì nó cũng không được. Phải chặn hai cái mạch ở bên phải bên trái cái mạch đó. Nếu người sắp chết có xu hướng muốn ngủ hay giấc ngủ, đều nên tránh cho họ điều đó. Và muốn thế thì các động mạch nói trên phải được chặn lại một cách nhẹ nhàng. Đó. Nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Làm vậy thì sinh lực không thể trở lại trong đường thần kinh chính giữa, và chắc chắn nó sẽ thoát ra bên đỉnh đầu. Đó. Cho nên có người chết thường thường á, là chúng ta hay rờ cái hơi nóng á. Nếu mà chúng ta thấy ở trên đỉnh đầu và tới trên mặt ấy, thì nó sẽ giải thoát, hoặc là nó sẽ sanh về những cái thế giới tốt lành của Phật. Và nếu mà từ mặt trở xuống ngực ấy, thì nó là chư thiên, hoặc là cái sức nóng nó xuống tới bụng thì điều đó không tốt, kiểu là nó đi quá cái giới hạn, nghĩa là dưới cái giới hạn của loài người, tức là nó bị đọa rồi, gọi là đọa, nghĩa là vào cái súc sanh hay là xuống tới đùi gối tới chân thì nó là còn xấu hơn cái sức nóng của người khi chết mà nó đi còn xuống sâu chừng nào, thì cái điều đó chứng tỏ là người ta đi đầu thai vào cái cõi không có sáng suốt, nó không tốt, tức là người ta đi tái sinh á, tái sinh hễ cái sức nóng của người chết mà nó đi xuống càng sâu á thì cái người ta càng xuống những cái cõi tệ hơn. Nếu mà xuống tới bằng chân mà nóng á, thì rất là nguy hiểm, thì đó là chắc là xuống tới địa ngục. Xuống tới bụng á, thì tới cái loài súc sanh, rồi tới ngực thì con người, mà lên trên nữa lần lần là chư thiên, và thoát ra cái đỉnh đầu
thì nó giải thoát hay là sinh về cõi Phật. Thời gian khoảng cách giữa lúc hít thở ra và hít thở vào là thời gian của sinh lực còn trong đường thần kinh chính giữa. Cái thời gian mà cái khoảng cách giữa giữa lúc hít thở đó, ra và vào đó, là cái thời gian sinh lực còn trong đường thần kinh chính giữa. Chúng ta nhớ như vậy đó. Người ta thường nói đó là lúc tri thức ngất liệm. Lúc mà cái tri thức mình hết cái biết rồi nó ngất đi. Là cái thời gian đó cái hơi ấm nó ở vào khoảng giữa. Thời gian của tình trạng đó bắt đầu bất định. Thời gian tình trạng đó bất định nó tùy thuộc vào thể chất tốt hay xấu. Tùy thuộc vào các dây thần kinh và sinh lực của mỗi người. Chính nơi những người chỉ mới có một ít kinh nghiệm thiền định vững vàng và yên tĩnh, và nơi những người có các dây thần kinh bình tĩnh thì thời gian đó mới kéo dài từ 4 năm đến 7 ngày. Bởi vì nếu chúng ta lúc đầu mà chúng ta tỉnh táo, không có sợ hãi, bình tĩnh ngay nơi khi mà chúng ta còn sống, thì cái thời gian lúc chết nó thoát ra đó, nó có thể duy trì lâu hơn. Nó có thể duy trì lâu hơn mà nó, nghĩa là nó có cái ánh sáng đó. Cho nên chính nơi những người chỉ mới có một ít kinh nghiệm thiền định vững vàng và yên tĩnh đó, và nơi những người có các dây thần kinh bình tĩnh thì thời gian đó mới kéo dài từ 4 năm đến 7 ngày. Để thiết lập sự đối chiếu thì việc lặp lại các lời nói cho người sắp chết nghe kể trên phải được tiến hành cho đến khi một chất nước vàng xuất hiện, bắt đầu xuất hiện nơi cửu khiếu, tức là trong những cái chín cái lỗ của con người có cái chất nước vàng nó xuất ra. Đến khi chất nước vàng bắt đầu xuất hiện nơi cửu khiếu của thân xác, nơi những người đã sống một cuộc đời bê bối, nghĩa là cuộc đời nó không tốt, nó xấu, thì cái chất nước vàng nó xuất ra. Những kẻ có các dây thần kinh không bình bình hòa thì tình trạng nói trên không kéo dài lâu hơn một cái búng móng tay, nghĩa là người ta có thể chết lẹ lắm. Nơi những người khác thì nó có thể kéo dài trong thời gian một bữa ăn. Trong nhiều tập phù chú khác nhau có nói rằng tình trạng chết liệm ấy kéo dài khoảng 3 ngày, 3 ngày rưỡi. Trong tình trạng mà người ta liệm đó, có khi là người ta ta nằm đó mấy ngày. Nhiều lập luận khác thuộc tôn giáo nói là 4 ngày. Suốt trong thời gian ấy, sự đối diện với ánh sáng trong suốt phải được tiếp tục. Sau đây là những phương thức ứng dụng này. Nếu người sắp chết có thể tự mình nhận biết các triệu chứng của cái chết thì họ đã phải dừng trước sự hiểu biết ấy. Nếu người nào mà trong khi chết á, mà họ nhận biết là mình ở trong cái trạng thái nào á, thì tự nhiên họ ngưng, cái tâm họ ngưng định ở trong cái trạng thái đó. Nếu họ làm được như vậy thì một vị thầy hay là một đạo hữu đã tâm đầu ý hợp với người chết đó, lúc đó phải ở bên cạnh người này và nhắc cho họ nhớ các triệu chứng của cái chết hiện ra theo thứ tự của chúng nó, bằng cách lặp lại rằng bây giờ đến lúc đắm chìm trong nước. Cái lúc mà họ vừa chết đó thì cái thân thể tứ đại này, đất nước gió lửa nó thay đổi, mà đầu tiên là đắm chìm trong nước. Tức là cái thân của người ta bắt đầu nó lạnh, nó mới chết là nó lạnh, nó hết hơi, hơi nóng rồi. Nó tức là nó ở đây người ta nói đắp chìm trong nước, tức là cái thể nước nó lạnh lẽo. Bởi vì trong cái tứ đại sắc nó vi tế lắm, không
Có khi chúng ta không thấy nước nhưng mà nó là nước. Cái thân thì không phải là đất nhưng mà nó chính là đất. Cái hơi nóng là lửa và hơi thở là gió, đất, nước, gió, lửa. Cho nên bây giờ đến lúc đất chìm trong nước, khi tất cả các triệu chứng của cái chết sắp hết, thì lúc đó hãy truyền lệnh cho truyền lệnh này nơi người chết và với giọng thấp. Thiền nam tử hay đối với một vị tu sĩ gì đó thì mình nói cái lời đáng kính hơn. Chớ để cho tâm trí người sâu lãng. Đó là sự nhắc nhở. Nếu là một đạo hữu hay là một người nào khác thì hãy gọi tên và nói này bạn hay là này cái tên đó, gọi cái tên đó. Cái mà người ta gọi là chết đã đến với ngươi rồi. Đó. Mình nói là cái mà mình thường gọi là chết đó, thì bây giờ nó đang đến rồi đó. Bây giờ nó đang đến, mình nói để cho người đó ý thức. Người đó ý thức thì người đó không có sợ hãi. Bây giờ phải quyết định như vậy, đây là giờ chết của tôi. Lợi dụng cái chết này, tôi sẽ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, hàm thức trong các cõi vô biên để đạt đến thực trạng hoàn mãn của Phật. Cái lời nguyện này nó rất quan trọng. Nếu mà cái người mà tỉnh táo họ biết thì trước khi chết, tự họ họ có cái lời nguyện đó. Còn nếu không thì trước khi hấp hối chết đó, thì người đó nên phát cái tâm như vậy, hoặc là cái người xung quanh đó giúp đỡ cho họ nói như vậy, hoặc là nói cho họ nghe như vậy. Cái mà người ta gọi là sắp chết, tôi nói lại, đến với người rồi đó, bây giờ phải quyết định như vậy, đây là giờ chết của tôi. Lợi dụng cái chết này, tôi sẽ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh hàm thức trong các cõi vô biên để đạt đến thực trạng hoàn mãn của Phật. Tức là tâm nguyện cho tất cả chúng sanh đều đến cái sự tỉnh giác, đều giác ngộ ở trong cái giây phút. Bởi giây phút mà chết đó cũng là giây phút dễ giác ngộ lắm, chứ không phải khó. Trừ người nghiệp nạn nó tâm tối ồn ào quá thì chúng ta không có biết gì cả. Còn nếu một người mà có cái chuẩn bị tỉnh táo thì lúc đó dễ giác ngộ lắm. Bằng lòng thương xót và từ bi mà tôi sẽ gửi đến cho họ trong khi tôi hướng họ cố gắng tập trung của tôi về toàn thiện và duy nhất. Nghĩa là mình lúc đó mình nguyện cho tất cả mọi người đều giác ngộ và tập trung mình đến cái chỗ mà không còn cái tư tưởng ác, không còn cái tâm ác, không còn nghĩ một cái gì mà nghĩa là xấu ác hết cả. Và mình tất cả thù oán, tất cả những cái gì mà cái tư tưởng tiêu cực là lúc đó mình chấm dứt, mình bỏ hết. Thật sự thì cái người tu á, thì người ta bỏ từ bây giờ. Người tu thì người ta không có dùng cái đó, người ta bỏ, người ta học đạo là người ta đã chuẩn bị rồi. Còn cái người không tu thì lúc đó phải nói, phải đọc, phải cảnh giác người ta thì người ta mới biết được. Cho nên nó lợi dụng cái chết này, tôi sẽ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh hàm thức trong các cõi vô biên để đạt đến thực trạng hoàn mãn của Phật. Bằng lòng thương xót và từ bi mà tôi sẽ gửi đến cho họ trong khi tôi hướng sự cố gắng tập trung của tôi về sự toàn thiện và duy nhất. Nghĩa là mình coi như là mình hay là người nói đó luôn luôn giúp đỡ cho cái người chết đó, làm thế nào để người chết đó có tư tưởng tập trung vào cái sự toàn thiện và một cái lời cầu nguyện, nghĩa là cho tất cả chúng sanh. Cho nên trong thơ của tôi có câu tôi về gửi lại trần gian cho người trần nghiệm những ngàn năm sau. Nhưng mà cái đó là chuyện thơ từ văn bút thôi. Còn cái chuyện mà thực tế là chúng ta
gửi, nếu mà gửi được thì chúng ta gửi cái lòng rất là nhân từ, cái tức là chúng ta gửi cái tình thương lại cho tất cả mọi người, nhưng mà không phải là cái ái, cái tình thương yêu và mong rằng tất cả chúng sanh sẽ được vui vẻ, chúng sanh sẽ được hạnh phúc, chúng sanh sẽ được an ổn, nghĩa là được tất cả những sự lợi ích mong cầu hàng ngày của mọi người đó. Nghĩa là chúng ta cầu nguyện cho mọi người thuận lợi trong những cái điều họ ước ao, họ mong được. Họ mong được cái gì mà thiện và chính họ thì họ đều đều đi đến cái chỗ mà kết quả cái được đó. Đại khái như vậy. Mà nếu mình làm cho người sắp chết mà nghĩ như vậy thì người sắp chết đó họ sanh cái cõi rất cao, bởi vì cái tâm lương thiện đó có thể họ sanh chư thiên, hay họ sanh lại người trong cái đời người kế tiếp đó tốt đẹp vô cùng. Đó là cái chỗ mà ở trong 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 cái sách dạy vậy đó. Thiện nam tử thay đổi với một vị tu sĩ, thì chúng ta nói rằng chớ để cho tâm trí người sâu lãng. Nếu là một đạo hữu thì là một người khác nói với họ là thiện nam tử, cái mà người gọi là cái chết đã đến với người rồi, bây giờ người phải quyết định như vậy, đây là giờ chết của tôi, lợi dụng cái chết này tôi sẽ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh hàm thức trong các cõi vô biên để đạt đến thực trạng hoàn mãn. Cho nên bằng lòng thương xót từ bi mà tôi sẽ giới gửi đến cho họ, trong khi tôi hướng sự cố gắng tập trung hướng dẫn tư tưởng của người như vậy, đặc biệt là vào lúc pháp thân hiện ánh sáng trong suốt trong tình trạng sau khi chết. Bởi vì sau khi chúng ta chết đó, thường thường là ánh sáng nó sẽ hiện ra. Trong lúc đầu á, dù cái người mà họ kém một chút thì bởi vì cái bản thể của hư không đó, với những cái sự biến đổi của tất cả tứ đại ngũ uẩn đó, thì nó biến đổi cũng như sự cọ xát mạnh, nó sanh ra lửa ra ánh sáng. Có thể thực hiện để làm lợi ích cho tất cả mọi người, hãy biết nhận định rằng người đang ở trong tình trạng đó và bay, và hãy quyết định đạt được cái tối hảo trong tình trạng đó, đại biểu tượng bằng cách nghĩ rằng ngay cả khi tôi không thể hiện thực nó, tôi cũng nhận ra tình trạng trung gian này, và bằng cách làm chủ của cái đại thể hòa hợp trong thân trung ấm, tôi sẽ hiện ra bất kỳ hình tướng nào để làm lợi ích cho mọi chúng sanh sống còn. Tôi sẽ phục vụ cho tất cả mọi hữu tình trong bầu trời vô biên. Nghĩa là con người chúng ta đó, hàng ngày chúng ta cũng nên tập luyện. Đó là cái lời nguyện cầu, lời cầu nguyện thật, chứ chúng ta không phải lập theo, không phải theo ai cả. Và chúng ta luôn luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người đều thoải mái, mọi người đều vui vẻ, mọi người đều có cái thiện tâm, và mọi người đều biết con đường, nghĩa là để mà giải thoát. Nghĩa là mình nói tất cả những cái điều gì rất lợi cho mọi người, và thực tế là mong mọi người được giác ngộ trong hiện tại, chứ đừng để nó lâu quá. Hoặc là có thể hàng ngày này chúng ta cũng muốn cho mọi người được giác ngộ. Nếu mà mọi người giác ngộ thì cái chết đó nó rất là thoải mái. Và cái chỉ đó là cái có thể là kiếp cuối mà người ta khổ não ở trong cái con đường sanh tử. Và sau đó người ta có tái sinh và người ta có chết thì nó cũng là rất là sáng suốt, thông thả, thanh thanh bai, chứ nó không có bị khổ cực như như bây giờ. Cho nên mới tâm trí của ngươi không có bất cứ hình tướng nào trống rỗng, thật sự với trí thông suốt, sáng chói, vui vẻ. Hai cái đó không xa rời nhau. Sự hòa hợp của chúng, nó là pháp thân thực trạng hoàn toàn giác ngộ. Bởi vì con người khi mà cái tâm chúng ta đó, nó không còn cái niệm gì cả, không còn nghĩ cái gì cả.
và chúng ta ý thức vào cái lúc mà chúng ta không nghĩ gì cả, và chỗ đó là cái chỗ nó rất gần gũi với cái sự giác ngộ ở cái tâm không là gì. Bởi vì cái tâm không á, là cái tâm không có vọng tưởng. Mà không có vọng tưởng mà biết cái chỗ không vọng tưởng trước khi tất cả vọng tưởng sanh á, tức là cái vô niệm, biết được cái đó gọi là giác ngộ. Giác ngộ là thấy cái mà nó không có thiện, không có ác, không có tất cả cái tư duy niệm tưởng gì hết cả đó, thì chúng ta thấy được điều đó. Thấy điều đó thì chúng ta là điều đó. Thế mình thấy cái tâm mình tốt thì là mình tốt. Bởi vì lúc đó cái tâm, cái lòng tốt nó từ cái quyết định của cái thấy đó. Nếu mình thấy tốt, mình tin tốt thì nó tốt. Bởi vì tất cả những cái ký ức thời gian thì nó đã qua hết rồi. Bây giờ chúng ta không cần nhớ được, không cần nhớ gì hết cả. Mà chúng ta hãy tin tưởng cái Phật tánh chúng ta cũng lúc nào nó cũng trong veo, nó không có gì cả. Cái thực thể hòa hợp này không sinh, không diệt. Đó là quang thể không thay đổi của A Di Đà Phật, của Phật Di Đà. Nghĩa là cái tâm của chúng ta nó không có sinh, nó không có diệt. Tức là cái tâm bây giờ của chúng ta đó, nếu chúng ta thấy cái tâm nó chưa vọng tưởng, không vọng tưởng, không có ý nghĩ, không có ý niệm, nó không có gì cả, một cái tâm gọi là vô niệm, thì chúng ta giải thoát ngay từ bây giờ. Chúng ta thấy cái đó cũng là giải thoát. Bởi vì chúng ta thấy đó thì tự nhiên chúng ta sẽ biết rằng mình, những cái nghĩ của mình là những cái nhớ, những cái mà mình tưởng tượng quá khứ vị lai, chứ mình không thấy cái thực tại. Bởi vì thực tại nó chỉ là cái đang là nó như thế thì là nó giải thoát. Cho nên cái điều này thì tôi cũng nói nhiều lần rồi. Cho nên không sinh không diệt, đó là quang thể không thay đổi của Phật A Di Đà. Sự hiểu biết này là đầy đủ nhận biết cái trống rỗng nơi trí thông minh riêng của người, như là tình trạng của Đức Phật, và xem đó như là tâm thức riêng của mình. Đó là tự nghĩ trong tâm thánh trí thiện của Đức Phật. Lặp lại điều này rành mạch và rõ ràng từ 3 đến 7 lần, việc đó khó nhắc cho tâm thần của người đang chết. Nhờ lời giáo huấn này đối chiếu mà vị thầy của họ đã ban cho trong cả cuộc đời của họ. Kế đến là việc đó làm cho họ nhận định tâm thức hỷ hỷ xả như là ánh sáng trong suốt. Thật sự thì trước khi chúng ta chết, hoặc là ngày mai hay là bao giờ đó chúng ta chết, chúng ta có thể là quên, có thể là nhớ, nhưng mà bây giờ thì cái biết của chúng ta rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta không thể là không có cái biết đó. Cho nên do như vậy, bây giờ nếu chúng ta quyết định thì thật sự ngay bây giờ này chúng ta là có thể giác ngộ và giải thoát. Chúng ta cứ nghĩ cái giải thoát là cái gì, hay giác ngộ là cái gì, bởi vì luôn luôn cái trong cái tâm của chúng ta có vấn đề, hoặc là tâm của mình luôn luôn có ý nghĩ, luôn luôn có niệm, luôn luôn có nhiều tư tưởng, tư duy đủ thứ cả, nhưng mà không bao giờ cái tâm chúng ta thấy nó yên tĩnh trống rỗng như một bầu trời xanh ấy. Đó. Nếu mà lúc nào cái tâm của chúng ta thấy cái đó thì bắt đầu nó rất lạ, và chúng ta thấy những cái tư tưởng nó vụt qua giống như một chút mây, hay là một cái dấu hiệu nào đó nó đi qua cái khoảng trời không ở trong lòng của mình đó, cái bán tâm đó, thì lúc đó chúng ta có thể là trong cái sự giác ngộ, và trong sự giác ngộ toàn phần thì nó gọi là vì mình chứng cái quả nào đó, ví dụ như quả dự lưu hay quả bất lai hay nhất lai, cũng cũng từ cái chỗ thấy đó, chứ không có gì lạ đâu.
Bởi vì chúng ta thấy, và thường thường là chúng ta nhìn, chúng ta ngắm, chúng ta thấy, thì trong cái ý lực của chúng ta đó, nó không muốn có cái gì cả, cho nên nó thấy không. Nhưng mà cái không đó là chúng ta tạo ra. Còn khi mà chúng ta thấy, chúng ta mục kích, nó tự nhiên nó không, nó trống rỗng, nó mênh mông, nó không có gì cả, và nó cũng không có luôn cái không nữa. Thì lúc đó là chúng ta bắt đầu chúng ta thấy cái sự thật của cái bản thể mình. Vì thế cho nên cái đó nó không có cái lý do gì mà để đi tái sinh đầu thai nữa hết cả. Cho nên mấy lần tôi có nói là vấn đề mà chúng ta đi tái sinh mà đầu thai đó, là nó có phải có cái gì đưa đi. Cũng như là chúng ta đi đâu đó, chúng ta phải có một cái vấn đề, một công việc, một cái ý niệm, một tâm niệm nào đó chúng ta mới đi. Bây giờ chúng ta muốn đi du lịch thì chúng ta phải biết cái vị trí mà chúng ta đến, rồi chúng ta phải có cái muốn, rồi chúng ta mới khởi hành, chúng ta đi. Thì tất cả những cái tiến trình đó nó để xảy ra. Nhưng mà nếu một người không có ý gì hết thì người ta đâu có đi đâu, người ta không có muốn đi đâu hết, thì họ không có xảy ra cái chuyện muốn, và con đường đó nó cũng không có sanh ra trong tâm, nó không tưởng tượng. Ta làm một việc gì đó trước hết là trong tâm của mình có một cái tư tưởng, nó có cái tưởng tượng mình mới làm được. Còn nếu mà chúng ta không có cái tưởng đó thì chúng ta không làm được. Cho nên nghĩ trước thì nó mới làm sao, mới hành sao. Cho nên những cái thân hành nó theo cái tâm của mình, theo cái ý nghĩ của mình, cái tưởng của mình. Cái này là một người mà thích xoay vào trong, thích quay vào trong, thích thấy mình thì tự nhiên có thể thấy được, không khó khăn. Mà thấy chuyện đó là rất quan trọng. Hơn là thấy hết, nghĩa là cái hành tinh quả địa cầu này hết, nghĩa là cái vũ trụ này, mà nếu chúng ta không thật sự thấy chính mình thì cái điều đó không có giá trị gì. Cho nên nó nhận ra bản thể riêng mình, người đang cháy tự mình kết hợp một cách trực tiếp với pháp thân và sự giải thoát sẽ được chắc chắn. Qua cái này chúng ta thấy rằng khi mà chết đó, nghĩa là nếu mà chúng ta thấy cái gì thì đó là cái nghiệp của mình. Mà mình thấy cái gì cái đó nó hấp dẫn, nó lôi kéo mình, tức là mình đi đầu thai với nó. Nó gọi là theo nghiệp. Nghiệp là cái thói quen. Nghiệp là thói quen chứ không có gì. Và cái thói quen đó nó lôi kéo, nó hấp dẫn mình. Ví dụ như mình ở dưới chợ, dưới đường phố thì mình thích đi chơi, đi ăn uống, hoặc là đi tập luyện, hay là mình đi với bạn bè, hay là mình thích cái gì, mình thân thiện với cái gì, thì nó cái tâm của mình nó hướng về chỗ đó. Bởi vì trong lòng nó có cái cảm giác đó và nó có cái hình ảnh thúc giục, nó lôi mình đi. Cho nên nói là những giai đoạn của cái bật đô ánh sáng trong suốt được thấy ngay khi chết. Ánh sáng trong suốt ban đầu, nếu nó đã được nhận ra thì nó đã làm cho người ta chết đạt đến giải thoát. Nhận ra mà mình không còn cái gì hơn, tức là ánh sáng đó là cái pháp thân của mình đó. Nhưng nếu người ta sợ rằng nó đã không nhận ra thì lúc đó có thể bảo đảm chắc chắn là người chết sẽ thấy lóe ra ánh sáng trong suốt bậc nhì, sẽ hiện ra trong khoảng một bữa ăn, là sau khi hơi thở dứt. Cho nên chúng ta thấy không, những cái cơ hội mà giải thoát, cái cơ hội mà chúng ta thấy được cái pháp thân đó, nó không có phải khó khăn. Nhưng mà đồng thời mình không ý thức chuyện đó bao giờ, mà cũng không ai nói cho mình nghe. Bởi vì cái sách này là chính của Ngài Liên Hoa Sanh. Ngài thấy biết, Ngài đi ở trong tất cả con đường sinh tử đó,
Cho nên ngài mới chính thức ngài dạy đệ tử và viết lại cho chúng ta bây giờ chúng ta nghe đây, để cũng như là một cái phát minh của một cái bậc Bồ Tát lớn có thể giác ngộ cái này. Cho nên nó ánh sáng trong suốt ban đầu, nếu nó đỡ được nhận ra thì nó làm cho người đang chết đạt đến sự giải thoát. Ánh sáng đó là không có niệm, không có tưởng, không vậy mà tự nhiên nó sáng. Bây giờ con người cũng có ánh sáng nữa, cũng có hào quang nữa, nhưng mà nó mờ, nó tối, không thấy được. Nhưng nếu người ta sợ rằng nó đã không được nhận ra thì lúc đó người ta có thể bảo đảm chắc chắn là người chết sẽ thấy ánh sáng. Ánh sáng trong suốt bậc nhì sẽ hiện ra trong khoảng một bữa ăn sau khi hơi thở dứt hẳn. Trong quán tới lấy cái hình của thầy coi, lấy hình ông tổ, hình của ông gì đó. Ông gai, ông chụp đó. Lấy để thầy coi. Đây này, trong tổ này nó. Ông chụp cho tôi cái hình mà tôi nói sao ông chụp gì mà nó sáng rỡ. Ông nói một lúc nào thầy ngồi không mà nó có cái ánh sáng vậy, chụp ra nó vậy đó. Tôi nói đây nè, cái tủ cái hình của thầy đó đó, trước mắt hiện hiện đó. Rồi cái hình đó, hình đây nè, trong tủ này cái hình hình đó, cái hình đó thấy thêm. Sao để là suốt mấy năm rồi thấy này, một cái ông người Mỹ, ông gai, ông đến đây ông ở đây ông chơi, ông là một nhiếp ảnh gia. Đây ông chụp cái hình này, ông chụp cho tôi cái hình này đây. Tôi nói sao ông chụp cái hình kỳ vậy, ông nói cái đó là chụp thật với một cái nghệ thuật chụp ảnh của ông. Ông chụp, ông nói tôi cũng chụp được một số người nó như vậy nữa, chứ không phải là người ta họa hay là người ta vẽ chụp vậy. Nên con người nó có ánh sáng mà lúc chết thì tất cả ánh sáng nó rực rỡ, nó hiện ra như vậy đó. Cái này chụp rồi cũng ổng về cũng 2 năm rồi hả. Nhưng mà tôi không biết làm sao mà nó có những cái điểm sáng sáng, cái ánh sáng xung quanh thì có thể nói được. Cho nên này, bởi vì tôi nói về cái này tôi cũng kinh nghiệm, tự kinh nghiệm thử. Cho nên ở trong sách Thông Thiên Học người ta nói mỗi người đều có ánh sáng, nhưng mà ánh sáng nó đậm hay nhạt. Hồi xưa tôi mới đọc về Thông Thiên Học đó, tôi đọc về cái phách, cái vía và những cái cuốn sách nhỏ 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 thì và từ cái sách Thông Thiên Học đó sau này tôi bư bư bư, bư, bư nối tiếp, bư tìm được ông Krishnamurti đó này, và tôi đọc qua ông Krishnamurti thì tôi mới thấy ổng cũng xuất thân từ từ cái nhóm đó. Hồi xưa là ổng là giáo chủ của hội Thông Thiên Học. Người ta chuẩn bị trong vòng 18 20 năm gì để đón rước ổng. Nhưng mà khi ổng ra đời ổng giải tán hết. Khi ổng đắc đạo, ổng giác ngộ thì ổng giải tán hết. Cho nên những cái vấn đề đó nó không phải là vấn đề chúng ta để nói, mà những cái đó để mình nhìn lại, mình kinh nghiệm thứ thật sự nó có thật hay không, con người có ánh sáng hay không. Cho nên có những người có ánh sáng mà đến nỗi cái mặt người ta giống như nó sáng lên mà mình không biết là làm sao, còn có người thì nó tối om, có người thì nó nhiều màu, từ cái người tối và cái người sáng nó cũng có nhiều
cái lớp lang, nghĩa là nó sống vừa vừa, nó hơi hơi hừng hừng và nó sống hung. Có những người thì chúng ta thấy da họ sống, không phải là họ 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 làm cho sống, họ đánh sống, nhưng mà tự nhiên nó sống. Nhưng mà chúng ta thấy bằng mắt thường thì không phải là thấy hào quang, không phải thấy sáng. Nhưng mà nếu chúng ta thấy bằng con mắt của các vị thông thiên học, và các vị có thần nhãn, có huệ nhãn, hoặc là chúng ta thấy bằng một cái máy chụp đặc biệt đó, thì người ta có thể chụp được như vậy. Cho nên chúng ta đọc ở trong cái hội về thông thiên học đó thì nó rất nhiều. Cái vấn đề ánh sáng này thì người ta khám phá rất nhiều. Cho nên nó dù trong chốc lát khi hơi thở ra đã ngừng hẳn thì phải đè mạnh dây thần kinh của giấc ngủ. Và nếu là đối với một vị lạt ma, một người ở địa vị cao hơn hay thông thái hơn người, thì nhà ngươi phải nói to câu này: thưa ngài, bây giờ ngài đang ở trong ánh sáng trong suốt căn bản, ngài hãy cố gắng ở trong tình trạng mà ngài đang chứng nghiệm vào lúc này. Thật sự có những vị á, người ta chết á, nó mình biết được người ta đang chết rồi, xó bị chết rồi, nhưng mà đồng thời cái người xung quanh cứ cứ cố gắng sống đi, đừng có chết, hay là nghĩa là sợ hãi. Có nhiều khi không niệm Phật mà lại cứ cứ biết bởi biểu là đừng có chết, đừng có chết sống này kia, thì tôi thấy nó rất là vô lý. Nhưng mà trong chốc lát người đó chết mất. Trong khi đó nếu mà họ biết những cái đường hướng này thì họ hướng dẫn, nó gọi là chuyển di tâm thức đó. Mà cái người mà chuyển di tâm thức đó là những người nó rất cao, cái tâm họ nhìn cái gương mặt, họ biết cái người này đi tới đâu rồi, nghĩa là đi vào cõi nào, và họ hướng dẫn, họ nhìn, họ ngồi một bên, họ nhìn trong cái mặt đó họ biết, và họ nói cho người đó nghe. Đó là chuyển di tâm thức. Cho nên mới nói là, ví dụ lúc đó mình nói là thưa thầy, bây giờ thầy đang ở trong ánh sáng trong suốt căn bản, thầy hãy cố gắng ở trong tình trạng mà thầy đang chứng nghiệm vào lúc này. Đó, lúc đó tôi cũng thấy một vị thầy ở trên một cái chùa đó, ông lúc chết mà ông lăn lộn mà ông chết thấy rõ ràng, nhưng mà mấy người cứ nói ráng đi đừng đừng để cho thầy chết, đừng để thầy, trong khi niệm Phật cũng không niệm Phật mà là cứ la khóc, rồi mấy người xung quanh ré lên khóc, bởi vì họ thương vị thầy đó lắm. Ông thầy đó thật sự ông cũng dễ thương, mà tôi đứng đó tôi thấy tôi cũng hơi buồn, bởi vì dù mình không làm được cái này nhưng mà mình có thể niệm Phật. Thì trong trong vòng 30 phút sau ông thầy cũng chết mất. Đối với những người khác, người đọc sẽ làm việc đối chiếu như sau. Cho nên chúng ta nhớ cái câu trên này, nó đây là nói với những cái vị thầy hay là người họ cũng khá hơn nữa. Khi hơi thở đã ngừng hẳn thì phải đè mạnh dây thần kinh của giấc ngủ, và nếu là đối với một vị lạt ma, một người ở địa vị cao hơn thì thông thái hơn, thì người phải nói to câu này: thưa ngài, bây giờ là ngài đang ở trong ánh sáng trong suốt căn bản, ngài hãy cố gắng trong tình trạng mà ngài đang chứng nghiệm vào lúc này. Bởi vì lúc đó là cái không ai hơn là cái người đang chết, họ thấy hết, họ thấy hết chứ họ không phải không thấy. Đối với những người khác, người đọc sẽ làm việc đối chiếu như sau: này bạn hay là này huynh gì đó, hãy lắng nghe đây, bây giờ người đang chịu sự soi chiếu của ánh sáng trong suốt trong thực tại thanh tịnh, hãy nhận biết ánh sáng ấy, thiện nam tử,
Sự thấy biết hiện tại của người trong thực tại trống rỗng, không có các đặc tính và màu sắc, rỗng rang trong bản thể là thực tại chân thật, là sự thiện hảo phổ quát. Trí thông minh của người trong bản thể riêng của nó thì nó trống rỗng. Bởi vì chúng ta nói thông minh là thường thường chúng ta đưa ra những câu chuyện hay là những cái vấn đề giải quyết cái này cái kia, đó là những tư duy ý nghĩ. Còn cái sự thông minh thật thì nó trống rỗng. Bởi vì thông minh là một cái trạng thái tâm, chứ nó không phải là cái tính chất của cái trí, cái đầu óc. Cái trí là nó suy luận, suy nghĩ. Cho nên người ta ít có phân biệt cái đó. Còn thông minh thì không phải là người ta suy nghĩ đâu. Người ta nó điều, người ta còn điều động cái sự suy nghĩ nữa. Cho nên chúng ta không phân biệt được cái đó thì mình mất mát rất nhiều. Cho nên nó đó chính là chân trí, nghĩa là sự giác ngộ hoàn hảo một cách phổ quát, tâm thức riêng của mình. Không có bất cứ hình tướng nào, trống rỗng thật sự, với trí thông suốt, sáng chói, vui vẻ, hai cái đó không xa rời nhau. Sự hòa hợp của chúng là pháp thân, thực trạng hoàn toàn giác ngộ đó. Cho nên khi chết, trong khi mà thay vì chết, thì bây giờ đó chúng ta hãy nên tin tưởng vào điều đó. Khi mà tôi tin tưởng vào điều này, và chúng ta hãy coi thử, thật sự là tâm mình nó đâu có chuyện gì đâu. Tự mình muốn sanh chuyện, tự nhiên mình muốn sanh chuyện, mình muốn bày đặt ra đủ thứ chuyện để làm vui, để được lợi, để thỏa mãn lòng tham sân si đủ thứ chuyện, chứ tâm nó không có gì cả đó. Nếu mình thường thấy cái tâm mà không như vậy đó thì ngay bây giờ đó thực sự mình cũng rất sáng suốt, và có thể là cái mặt mình cũng sáng suốt hơn đó. Cho nên cái vấn đề tu học á, thật sự chúng ta không cần tu thêm cái gì nhiều, nhưng mà chúng ta hãy xem cái tâm của mình, hãy thấy cái tất cả cái tâm của mình. Bởi vì chúng ta thấy tâm thì chúng ta nói bây giờ cái tâm tôi sao nó buồn quá, tâm tôi rất hào hứng, hoặc là tâm tôi muốn cái này cái kia. Đó là cái vọng tưởng, chứ đâu phải là cái tâm, cái ý nghĩ vọng tưởng. Cho nên nhờ mà tôi cũng hay nói đi nói lại và đọc cái này và biết cái này rất là lâu rồi. Từ hồi mà đọc những cái loại sách, nghĩa là ở trong hội thông thiên đồ, hoặc là các sách quyền bí đồ này kia, rồi thì nó hướng dẫn cho mình lần 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 mình xem, mình xoay lại mình xem. Và cho nên nhiều khi mình đương đi đứng nằm ngồi gì đó mà mình sai là mình xem, mình thấy trời, từ nãy giờ mình nghĩ lung tung, mình nghĩ gì đâu không, mình vọng tưởng hay là này kia, mình biết chứ. Mà mình xem lại cái thì nó cút mắt, mỗi hồi mình quay cái thì tự nhiên nó vọng lại, nó sai lại. Cho nên bây giờ thì tôi thoát lại được cái chỗ đó, cho nên nó không có cái sự sợ hãi nữa. Cho nên nó với trí thông suốt, sáng chói, vui vẻ, cái đó không xa rời nhau. Sự hòa hợp của pháp thân, thực trạng bao toàn, cái hoàn toàn giác ngộ đó. Từ cái chữ giác có nghĩa là biết, cái chữ biết, chữ sáng suốt. Sáng suốt mà biết mình sáng suốt, và không thấy có một cái gì nghi ngờ, không có một cái tâm niệm, không có bất cứ cái gì nó lạ lùng, là không có chuyện gì. Mình đang ở trong tất cả mọi hoàn cảnh, mình vẫn thấy cái được điều đó. Cho nên một con người giác ngộ là thật sự nó đơn giản, chứ không phải giác là mình sáng suốt, mình thấy là biết, giác cũng là cái biết. Và biết trong cái biết đó nó không có cái tướng, không có cái tâm, không có bất cứ cái gì sanh ra.
Mà bây giờ nó thật sự trong cái hư không nó cũng không có nữa. Tất cả, bởi vì hư không thì nó mình là hư. Nếu mà cái giác ngộ nó là hư không rồi thì nó đâu có thấy hư không. Cho nên con mắt mình đâu có thấy con mắt đâu. Cho nên nếu mà mình có tâm rồi thì cái đó mình tự biết thôi. Còn ngoài ra thì cái thức của mình đó, cái gọi là tâm thức của mình đó, thì nó rất là lộn xộn. Cho nên những điều này nó quan trọng lắm. Dù mình không đồng ý với sách này, hay là mình không đồng ý với Ngài Liên Hoa Sanh hay các vị giác ngộ này, thì thực sự mình cũng nên xem lại, mình cũng nên nghĩ lại, mình coi thứ. Mà mình cũng cũng nên tin rằng các vị này họ không có cần gạt ai hết, họ không cần bày đặt. Cho nên tâm thức riêng của mỗi người sáng chói, trống không, trống rỗng, không xa rời. Đại thể quang quy, cái thực thể hòa hợp này không sinh, không diệt. Đó là quang thể không thay đổi của A-di-đà. Và A-di-đà là Amitabha, là tức là cái tính chất phổ quát của ánh sáng, gọi là vô lượng thọ hay là vô lượng quang. Sự hiểu biết này là đầy đủ nhận biết cái trống rỗng nơi trí thông minh riêng của mình, như là tình trạng của Đức Phật xem nó như là tâm thức riêng của mình. Đó là tự nghĩ trong tâm trí thánh thiện của Đức Phật. Bởi vì thật sự cái đó, thật sự nó không phải là của mình hay là của người hay gì đó, nhưng mà nó lúc nào cũng vậy. Cho nên nếu mình giác ngộ ít thì mình thấy cái ánh sáng đó vậy, còn giác ngộ nhiều thì thật sự cái trí mình nó cũng mất luôn. Tất cả nó đều có là một cái ánh sáng thôi. Trong ánh sáng đó, ví dụ nếu mình còn sống thì mình cái gọi là mình biết, gọi là mình biết làm việc gì, mình biết nói chuyện gì hay là cái gì đó, thì từ cái đó nó nói, từ trong rỗng nó nói, chứ không phải là cái nghĩ ngợi đâu. Cũng như bây giờ tôi không nghĩ hết cả, mà cái tay tôi cũng đưa lên đưa xuống, tôi cũng làm tất cả việc được. Mà không phải cái tay này, cái chân, tất cả mọi việc, ví dụ vậy đó, là bởi vì tôi thường nghĩ rằng tất cả nó không phải là cái tính chất của ý nghĩ điều khiển. Thường thường mình nghĩ cái gì là mình làm cái đó, nhưng mà có khi không nghĩ mình cũng làm. Bởi vì nếu mình kiểm soát được ý nghĩ, mình biết không có nghĩ vậy cả. Cho nên, nhưng mà thường thường người ta sống ở trong cái không ý nghĩ rất nhiều, nhưng mà người ta không thấy cái không ý nghĩ đó. Chẳng hạn như một người cầu thủ đá banh, hay là một người họ chuyên môn về một cái gì đó, nó thuộc về trực giác. Cho nên cái không ý nghĩ đó, nó yên lặng, nó là cái làm ra sự phát minh. Cho nên chúng ta không hiểu cái từ phát minh nó là cái từ gì. Nhưng mà cái nguồn gốc của cái sự phát minh, tức là bắt đầu nó khởi nguồn từ cái không ý nghĩ. Bởi vì không có tư tưởng thì nó mới gọi là phát minh, còn có tư tưởng thì nó là nghĩ. Đó. Phát minh là chúng ta sự đột xuất, mà cái ánh sáng đó nó biết được cái gì đó. Đó là từ cái tánh biết chúng ta. Cái nghĩ nó khác, cái nghĩ tức là trong lòng của mình có một tư tưởng. Có khi nó muốn, nó có chiều hướng xúi dục, rút theo muốn cái gì đó, rồi nó nghĩ thêm. Còn có khi nó vùng dậy, nó làm một việc gì. Cho nên nếu mà mình hiểu hay là mình tập luyện, hoặc là mình quen thuộc cái không ý nghĩ rồi, thì mình thấy con người mình nó kỳ lạ lắm. Giống như mình nói là không biết mình là ai đó. Mà chính cái chỗ mà hoàn toàn không biết đó là cái chỗ biết. Cái chỗ mình hoàn toàn không biết đó là cái chỗ biết. Và cái chỗ biết đó là thật sự chính là tâm. Cho nên nếu mình tin điều đó thì cái mình vô tình mà mình phát huy ra được cái năng lượng bất cứ lúc nào. Cho nên người ta nói năng lượng mà người ta không thấy, người ta không biết được cái năng và cái lượng nó như thế nào. Cho nên tôi bư khi mà ở trong bên ấy người ta giảng về năng lượng bên Malai hay đâu đó, thì tôi tra kinh Lăng Nghiêm này, tôi thấy cái chữ năng là tâm.
Đức Phật nói chữ năng là tâm. Cô đưa cái tay chấm cái. Cho nên bởi vì cái tâm đó nó mới là một cái năng lượng, năng lực rất là mạnh. Nó đưa ra lực. Vì thế cho nên chúng ta học là học về tâm, học về giác ngộ, học về những cái gì. Chứ không phải là chúng ta học về để mà chúng ta có một cái kiến thức. Cái kiến thức nó không đi đến đâu ấy cả. Cũng như kiến thức chúng ta nói, bây giờ con người mình nó là có cái này, cái kia, thế này, thế kia. Nhưng mà chúng ta nói là chúng ta đứng ra ngoài, sau đó chúng ta nghĩ, chúng ta nói. Đó. Cái gì? Cho nên cái vấn đề năng lượng là một cái vấn đề mà chúng ta chào Sama Vivasa. Dạ, con chào thầy. Dạ, chút xíu con gọi lên thầy. Gọi thầy đi, nghe đi. Bây giờ thầy đương nói về tất cả. Bây giờ thầy đang giảng về về năng lượng, về 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 cái tâm bất sinh, về cái gọi là thân trung ấm á. Là nếu mà con có cái gì không biết thì hỏi đi, hỏi về ví dụ hỏi năng là gì, năng lượng là gì, trung ấm là cái gì, và tại sao mình chết mà mình còn cái đó. Đã bây giờ thầy đang giảng về cái đó, cái bài này quan trọng lắm á. Con muốn hỏi là con muốn hỏi thân cái nói đi thầy, con không hiểu thầy. Sao nó nói lại đi, tự thầy mới bấm máy. Dạ, thân trung ấm là gì thầy? Cái thân trung ấm là nếu mà nói theo sách vở là nó là trước cái chỗ mà tiền ấm thân nó không có, tức là cái thân mình nó chết rồi đó. Cái thân mình nó chết rồi đó thì mình chưa đi đầu thai, tức là nó không có cái hậu ấm thân. Thì cái thân ở giữa nó không có xác thịt, nó không có thân thể như vậy. Nhưng mà người ta gọi là linh hồn hay là tâm thức đó, hiểu không? Nó chính là cái đó. Nhưng mà mình nếu mình quen dùng theo cái giáo lý nhất là về mặt tạng, mặt tâm này thì nó là cái thân trung ấm. Thực sự thì cái thân trung ấm người ta nghĩ là sau khi mình chết rồi, hay là trước khi mình đầu thai đó, mình mang cái thân trung ấm đó để mình đi tái sanh. Nhưng mà thật sự nếu bây giờ mình tinh tế, mình tìm, mình xác định thì mình cũng thấy được. Bởi vì nó là cái khả năng phát sinh ra những cái sự hiểu biết này, ra cái hành động này, ra bất cứ cái gì. Mà nó không phải hoàn toàn là cái ý lực. Cho nên thầy mới nói cái thân trung ấm đó là một cái loại gọi là cái loại năng, cái nguyên lý của năng lượng sâu nhất trong cái tiềm thức của về nghiệp. Cho nên con người về nghiệp mình thì mình muốn làm cái này, mình muốn làm cái kia, tức là nó sanh ra cái muốn, và cái muốn đó nó sanh ra cái lực từ cái muốn và cái tính chất suy nghĩ mình đó. Bởi vì con người cái nguyên lý là cái nghĩ nhớ, và cái đó là cái động đầu tiên của thức. Và cái thân trung ấm đó là một cái tính chất nó... Bây giờ đây chúng ta cũng có thân trung ấm nữa, nhưng mà cái này nói là khó thấy. Nhưng mà thầy nói là nói cái thân trung ấm sau khi chết. Còn bây giờ chúng ta vẫn có cái đó. Nếu mà chúng ta tinh tế thì chúng ta biết cái đó. Bởi vì nó... Thầy cho con hỏi thầy. Cái thân trung ấm á, mà mình cảm giác được nó đó, thì mình có thể khả năng điều khiển nó không thầy? Có, đúng nè, đúng như vậy. Nếu mình cảm giác có nó thì mình điều khiển nó. Cũng như bây giờ thầy nói đây, thầy biết là bình thường hồi trước mình nói đó, tức là do kiến thức mình nghĩ, mình nhớ, mình ráng nhớ được tới đâu mình nói tới đó. Thì ở ngoài thì người ta gọi là mình có cái trí nhớ. Hoặc là trong cái nói của mình đó nó có một cái sự tinh tế phân tích, phân biệt và nó sáng suốt như thế nào. Thì người ta nói là mình
có một cái tính chất thông sáng trí tuệ này kia, nhưng mà thực sự nó là một cái nguyên lý của cái thức tinh vi nhất, và nó ứng dụng trước trước cái mà mình gọi là nguyên lý đó, tức là trước cái mà mình biết nó, trước khi mà nó hiện ra cái tướng của cái tưởng. Bởi vì trong cái tưởng, cái tư duy mình đó, cái tưởng mình nó có hình dáng. Ví dụ như bây giờ thầy nói về Sama, từ ở bên đó mà gọi về đây nó rất xa, nó mấy trăm mấy chục ngàn cây số gì đó. Thầy tưởng tượng vậy đó thì thầy mới thấy xa, và thầy tưởng tượng con người á, từ ở bên đâu, con ở Bắc Mỹ không? Hay ở đâu? Dạ đúng rồi, con ở Đó. San Jose thầy, Ok, Cali. Cali đó. Thì như vậy là nó vậy, nhưng mà thật sự ra cái đó là cái thầy đang nói đây, nhưng mà do thầy nghĩ ra thì thầy mới biết, nhưng mà thầy không biết là cái nghĩ hay cái nói gì đó nó đương nằm ở trong này, nó phát ra. Cho nên tất cả điều đó là cái điều mà chúng ta không có ngờ tới, là lúc nào mình thật sự nó cũng ở trong mình thấy cả cái biết đó, cái tư tưởng đó. Cho nên thời gian và không gian là do mình thôi. Đó là cái sự nhớ lại. Cái sự Thầy nhớ làm lại. sao? Dạ thưa thầy, thì khi mà cái thức đó nó như vậy thì làm sao mà mình điều khiển được nó, khi mà cái muốn của mình đó là một cái muốn sai, mà trong khi cái con muốn hỏi là cái muốn đó mình biết nó thôi thúc mình như là một cái gì đó, nó làm cho mình cứ phải làm, thì cái đó phải là thân trung ấm không thầy? Nếu mà chết ấy, thì nó là trong nắm, nhưng mà trước cái đó nó có cái lực, cái lực ví dụ như nó có tâm duy thức, nó có như này kêu bằng cái kiến phần, nó đối với cái tướng phần, thì nó có cái chứng phần, rồi nó có cái chứng tự chứng phần đó. Thì cái kiến là cái chỗ cái con mắt mình nhìn, mình thấy, mình biết đó, thì nó có cái tướng phần, tức là cái đối lập, mình sanh ra cái chứng phần, tức là sanh ra cái biết và để xác định cái vấn đề. Nhưng mà phía trên cái chứng phần nó còn có cái chứng tự chứng nữa, chứng tự chứng phần, tức là nếu mình để ý thì mình thấy cái đó thôi. Cũng như bây giờ thầy nói, từ cái biết của thầy mà thầy nghĩ ra cái câu nói là thầy nói, nhưng mà trước cái biết đó thì thầy biết là thầy muốn nói cái gì, nó còn có cái sâu xa, có một cái mà nó là cái không, cho nên mình mới nói, mình mới thấy nó được. Cho nên nếu mà lãng lạng thì con cũng dễ thấy thôi, nếu mà con quyết định thấy cái đó thì nó không khó, mà mình thấy cái đó thì thực sự mình rất là vui, mình rất là thoải mái, là bởi vì Dạ thưa nó thầy, dạ thưa sao. thầy, có phải khi mà cái không đó nó giống như là một cái mà mình, nó giống như là một cái sự hiện hữu, mình thấy nó và một cái vọng tưởng của mình có thể thấy hai cái cùng một chung với nhau như vậy là sao thưa thầy? Ở đây không có nói vọng tưởng hay là không nói gì, từ cái tính chất của mình đó. Ví dụ như bây giờ từ đây mình nhìn ra một cái rất xa, ví dụ như về mấy cây số, ví dụ thầy đứng đây mà thầy nhìn, thầy có thể nhìn thấy cái đường xe ở Sài Gòn, bởi vì ở đây là núi ở trên cao, thầy có thể nhìn xe Sài Gòn. Nhưng mà trước khi mình nhìn Sài Gòn đó thì mình nhìn ra mình thấy biển, hoặc là mình thấy những cái cây cối, hoặc là những cái vùng núi nào đó, rồi mình nhìn qua tuốt. Ví dụ như ở đây thầy nhìn xuyên qua cái đường xa lộ đó thì phải nhìn qua Tổng Lâm, nhìn qua Phú Mỹ, rồi nhìn lên tới tới Long Thành, rồi vượt đó nhìn. Nhưng mà trong cái không gian đó mình ước lượng, mình nói thôi chứ nó không rõ ràng ở trong tầm nhìn. Nhưng mà cái điểm cùng mình thấy cái xe chạy trên một cái đường rất là xa, có khi bằng tối cũng thấy, là bởi vì mình đứng trên núi cao, mình thấy điều đó. Thì cái trong khi mình thấy đó, mình thấy cái điểm cuối cùng mà mình muốn thấy, nhưng mà cái điểm đi ngang qua đó mình vẫn biết, mình vẫn thấy, nhưng mà mình không có ghi nhận đó. Trên những điều này Nghĩa là lúc mà mình thấy như vậy á, mình thấy cái đó, cái không đó,
là nó giống như là cái như như vậy phải không thầy? Và khi mình đi tới cái không đó, mình nhìn thấy được cái không đó, thì những cái việc xung quanh mình nó cũng đi chung với cái không đó. Cái không đó con thấy là nó giống như là, có phải là nó là một cái gì đó, nó là như như vậy đó thầy, có phải không thầy? Thì Mà mình nếu những cái mình phải rồi mình nói bởi vì như như là nó như thế, nó đang là, nhưng mà khi mình nói thì nó mới có cái từ đó, còn mình không nói dạ thì dạ đúng rồi, mình không nói thì nó không có một cái từ nào diễn tả ra được cái không đó phải không thầy? thôi đúng rồi, ngay cả cái tướng mà mình thấy đó nó cũng vô tướng, cho nên nó thấy chỉ là cái thấy chứ chứ không phải là thấy cái gì, bởi vì cái gì là sanh trong cái biết của mình. Mình không, nó không có một cái định gì hết, nó giống như là không phải, nó không có định mà nó không có một cái tướng, nó không có một một nó không có một cái gì đấy, nó như nó bao la mà nó phẳng phất đâu đây với mình phải không thầy? Đúng rồi, Nó lúc nào con nó nói đúng phải không đúng thầy? đúng 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 rồi, bây giờ con có cái kinh nghiệm đó được rồi. Bởi vì nếu nói đúng là biết, bởi vì thầy cũng thường dùng cái đó nó quan trọng hơn là cái học học từ chương, học pháp rất nhiều, bởi vì cái đó Dạ. nếu mình có rồi thì mình dùng đa dạng lắm, mình dùng rất nhiều, và mình có thể chẩn đoán được thời gian không gian, mình có thể chẩn đoán về cái tâm thức của mình này kia đó, nó cũng từ cái chỗ đó đó, cho nên cái đó là cái thuộc về chứng phần đó, nó thoát ngoài cái kiến phần, cái tướng phần và cái chứng phần, rồi còn có một cái là chứng tự chứng phần nữa, tức là bởi vì hồi xưa thầy học tri thức đó cho nên mình muốn biết những cái từ này, cái chứng tự chứng phần tức là ở trên không đó mình chưa biết, nhưng mà nói ra thì mình nói tới đâu mình biết tới đó, thì nó có cái đã biết rồi. Nó giống như một cái mà nó không có một cái gì, một cái từ nào có thể tả được nó, và nó cũng nó không được cái gì mà nó cũng không có một cái gì, nó cũng như là cái con không biết nó cái từ nó như thế nào phải không thầy? Phải rồi, nó đâu có cái danh từ đâu, bởi vì cái mà mình thấy nó còn đúng chừng nào thì nó không có cái từ đặt, nó không có từ danh, cho nên mình nếu mình muốn nói cái từ nào mình đặt ra mình nói, rồi cái người nghe đó nếu là bậc thầy hay là người họ hiểu biết thì họ biết là mình nói đúng hay nói sai, còn cái người bình thường thì người ta chưa quen với cái từ ngữ đó thì người ta thấy cái từ này nó mới quá hoặc là nó lộn xộn thì người ta không có thể xác định được. Cho nên vấn đề học cái quan trọng là mình làm cho có cái thấy đúng, nghĩa là cái pháp nhãn đó, đó là cái pháp nhãn hay là cái huệ nhãn đó, còn con người mình mà thấy đâu là nói đó thì tức là mình thấy cái tướng đó là tướng, giống như là lớn nhỏ vuông tròn dài ngắn hay là đồ đạc gì đó nó đều có cái danh, mình thấy qua tướng và thấy là danh, cho nên cái thấy đó không phải là cái thấy Cái đó không, của cái thấy đó không phải là cái thấy mà thật, cái đó cái thấy cũng nó cũng phải cái thấy mà mình thấy ra một cái tướng, một cái gì đó là một, có người có thể gọi nó là cái nghiệp, tại vì mình thấy nó, mình định nó là giống như mình thấy nó mà mình khẳng mình thấy nó là nó giống như là một cái gì mà nó quan gia, nó là một cái gì nó kéo nái mình để cho mình không được thấy được, mình thấy không được cái không kia phải không thầy? phải rồi, cho nên cái nghiệp là cái gọi là thói quen, cái truyền thống, nó thuộc về cái nghiệp của thân thể tay chân, mình thích lái vái mình làm việc đó, quen thuộc về việc đó, rồi nó có cái nghiệp về cái khẩu mình ưa nói cái này cái kia, rồi rồi mình hiểu cái đó, rồi cái người họ nghe cái tiếng đó cũng hiểu đó, họ đồng cảm, rồi cái nghiệp mình nghĩ, nghĩa là cái truyền thống. Bây giờ giả tỷ như cũng cái đó mà bây giờ con nói tiếng Mỹ tiếng Anh thầy đâu có biết đâu, ví dụ vậy đó, ví dụ bây giờ con ở đó mà con cứ quên, con tưởng đâu như hàng ngày con nói chuyện bằng tiếng tiếng Anh tiếng Mỹ thì con nói thầy đâu có hiểu, ví dụ vậy đó nhá, cho nên thầy hiểu là cái thầy đã hiểu, thầy đã có thầy mới hiểu, còn thầy nói là cái mà thầy nghĩ, mà cái nghĩ đó nó cũng là cái quá khứ, cái đã có rồi, chứ 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 không phải là cái vấn đề mà mới mẻ vậy cả, cho nên tất cả cái tri thức của mình là nó thật sự nó rất quê nhưng mà mình không biết thì mình nói là nó văn minh, chứ thực sự ngay có sự phát minh ra cũng không có gì quan trọng đâu, mà nó Cái chỉ chứng phật. thành mình phải biết biết mà mình phải hiểu, mình phải giác ngộ ra trước tất cả những cái đó thì mình thấy có một cái gì đó nó thực sự
nó vắng lặng hư vô và nó chả có cái chuyện gì hết cả. Vì thế cho nên cái tâm mình nó vô niệm, cái tâm mình nó không vọng tưởng nữa đó. Còn bây giờ mình muốn diệt vọng tưởng này thì nó rất có thể là 100 năm mình còn chưa diệt được. Nhưng mà mình thấy cái đó thì sẽ, mình sẽ tự động không vọng tưởng. Nó nói như vậy đó. Con hiểu không? Dạ, con hiểu. Con cảm giác được cái ý của thầy. Con cảm giác được cái đó. Con cảm thấy được cái đó. Còn gì nữa hết? Bởi vì con hỏi nói nó cũng nằm trong cái bài pháp này đó. Cho nên thầy cũng cần, khi mà thầy nói việc gì đó, thầy rất cần người hỏi. Là bởi vì khi hỏi để nó nóng lên, nó dựng lên cái chuyện đó, nó có cái tính chất hiểu biết và cái chưa hiểu biết. Còn nhiều khi Dạ, thưa không. thầy, mình khi mình có, mình thấy được nó như vậy á, thì mình điều khiển có được nó không thầy? Được chứ, mình thấy được là tự nhiên mình điều khiển được. Bởi vì cái thấy này lần lần nó sâu xa. Ví dụ như bây giờ thầy đương nói đó, thầy đương nói cách này, thầy thấy nó cho nên thầy có thể trở qua thầy nói cách khác. Thầy có thể dùng một cái từ kép thầy nói kiểu khác. Rồi thầy có thể không nói và tự nhiên đương nói cái này, thầy có thể nói qua cuốn sách khác, nó không có trở ngại gì cả. Và chính chính nhờ cái biết đó mà mình mới mới không có lộn xộn. Còn không biết đó thì tức là mình theo cái thói quen, theo cái tập quán, theo cái truyền thống, hay là theo một cái gì nó lặp lại. Cho nên đời sống là nó lặp lại, mình sống cũng là lặp lại. Ví dụ ăn ngủ hay là bất cứ cái gì nó cũng đều là sự lặp lại. Lặp lại gọi là cái nghiệp. Cho nên cái từ nghiệp đó mình có thể dịch ra được nhiều nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều cái ngôn ngữ khác nhau, là thói quen. Cũng như bây giờ thầy muốn nói cái gì đó, thầy phải nhớ, có trí nhớ. Mình nói đúng, còn nếu mình không có trí nhớ thì mình nói tầm bậy, mình nói sai con sao. Hiểu rồi. Con hiểu rồi. Con hiểu. Con hiểu. Khi mà nó có một cái gì đó, nó cứ làm tới làm lui, nó không, nó làm cho mình, nhiều người không điều khiển được cái không đó thì sẽ bị cái nghiệp, người ta gọi cái thói quen và cái nghiệp nó cứ như vậy và cứ luân hồi vậy. Hay rồi. Và khi mình thấy được cái không đó thì mình không có, nó không có cái địa vị, mà nó cũng không có một cái từ, mà nó cũng không có một cái nghĩa nào để mình có thể nói ra được, Đúng nhưng mà rồi. nó với mình vẫn thầy Đó, lúc đó là mình cái nghiệp đối với mình nó dễ dàng, mình muốn làm thôi, muốn nói không nói thôi, mà tự nhiên nó không có trở ngại gì ở trong tâm. Bởi vì chính cái không là cái lực đang sống để nó điều khiển tất cả những cái hữu, những cái tính chất âm thanh sắc tướng, bất cứ cái gì đó. Cho nên cũng như là suốt nhiều khi ngày đêm hoặc là lâu dài mà thầy thường quán tưởng về cái đó đó. Cho nên bây giờ cũng nói cái đó là thật sự nó có cái sự chính xác đó, mình có thể ứng dụng nó rất là lợi ích. Con cảm giác được cái đó, nhưng mà con cứ nghĩ nó là cái gì đó nó có gì, nó một cái gì đó nó ấy thôi, nhưng mà con không ngờ ngày hôm nay con biết, con vô được cái bài này. Thật sự là con không biết con nói được làm sao. Con thấy nó từ từ lâu rồi, nhưng mà con không có biết nó là cái gì, mà con không có từ được một cái cảm giác, một cái xúc nào, một cái từ nào mà nó nói ra được như thế nào. Bởi vì cái này này, con nói là trước hết là phải có người nghe hoặc là phải có cái đối tượng để nói. Còn cái đó nó còn không có đối tượng, nó không có chỗ để mà nói. Còn khi mình nói ra thì thật sự khi không, ví dụ bây giờ nhân dịp thầy giảng thì con mới nó đúng cái khía cạnh đó thì con mới phát biểu được. Còn nếu thầy giảng cái khác ấy, thì con lấy cái này con nói đâu dính dấp gì đâu. Đó, cho nên do như vậy thấy không? Cho nên nó gọi là cái duyên đó. Gọi là nhân duyên sở sanh pháp đó. Cái nhân duyên nó sanh ra pháp. Con mừng quá. Thì vậy đó. Cho nên thôi được rồi ha. Dạ, con cảm ơn thầy. Khi nào thầy giảng con có dịp con cứ hỏi. Này nó... Cho nên chúng ta thấy cái như thế này nè. Cái tâm thức riêng và tâm thức chung. Cái tâm thức đó chung tức là tất cả đồng một cái kinh nghiệm.
trong cuộc sống. À, cái kinh nghiệm đó, cái kinh nghiệm nó có cái tiếng nói, nó có cái việc động chạm đến tay chân, và nó có cái chuyên môn, nó có đủ thứ cả. Nhưng mà đồng thời một cái truyền thống mà nó thuộc về nghiệp đó, thì nó không phân biệt gì cả. À, thì cái gì mà chúng ta có làm một lần rồi thì nó muốn lặp lại. Nó gọi là nghiệp, tức là nó tự động, nó lưu lại cái tính chất phản ứng. Nghĩa là nó phản ứng. Ví dụ như bây giờ một cái trái banh, nó là một cái thể, nghĩa là dội, thể mềm. Cho nên chúng ta đẩy một trái banh xuống thì cái trái banh nó phồng, nó dậm lên thì nó chậm xuống. Cũng như nếu chúng ta dùng một trái banh mà vụt vô cái vách thì nó phóng ra phóng vô thì cái nó là phản ứng thôi. Nhưng mà nếu cái phản ứng đó nó đem vào tâm Chúa chúng ta thì chúng ta không thấy, mà chúng ta nói là tôi nghĩ, tôi có, tôi làm, tôi đồ này kia đủ thứ cả. Cho nên nó không có cái chủ thể, không có cái tôi đó. Cho nên nếu mà mình học Phật mà mình hiểu biết được cái đó là nó vượt qua cái thời gian mất công để mình tìm những cái chữ nghĩa, tìm cái danh từ, tìm cái lẽ phải, hay tìm cái chân lý gì hết cả. Bởi vì nó có trước cái chân lý, nó có trước cái chữ nghĩa mà mình muốn diễn tả. Cho nên đó là cái chỗ, cho nên nó là tâm thức riêng, không có bất cứ hình tượng nào, trống rỗng thật sự với trí thông suốt, sáng chói vui vẻ. Hai cái đó không xa rời nhau, sự hòa hợp của chúng, nó là pháp thân, thực trạng, hoàn toàn giác ngộ đó. Đó thì cái này là ở trong sách Pháp Thân đó, sách mà để chúng ta diễn tả cái người chết đó. Thì cái người chết đó nếu mà nhận ra cái đó, thì cái người đó sẽ giải thoát và không bị đi tái sinh trong cái lực thu rút của những cái màu sắc mà kế tiếp của trung ấm. Mà cái đó không phải là tới chết nó mới có, thực sự bây giờ nó có, nhưng bây giờ chúng ta bị bận rộn đời sống quá, bận rộn nào là ăn, là ngủ, là đời sống, tất cả những cái đó. Khi nó xảy đến là nó đều có cái tướng dạng, cũng như chúng ta nói cái gì, thì ở trong đầu của mình đều có cái hình ảnh đó. Mình đều có, ví dụ chúng ta nói đến một người thân nào đó, thì cái người đó đã có trong trong người mình. Hoặc là mình nói chuyện gì thì cái nói đó là bởi vì chúng ta diễn tả một cái gì đó, nó có cái tướng nói chưa, thì chúng ta mới nói, chúng ta mới hợp thức bằng một cái âm thanh, một cái ký hiệu để mà chúng ta nói. Nhưng mà trong cái tâm của chúng ta đó, khi chúng ta không nói mà chúng ta nghĩ thì nó cũng có y như vậy đó. Cho nên ma quỷ hay là chư thiên họ nhìn chúng ta, họ nhìn cái đó. Mình nói không nói họ không cần, họ nhìn cái tâm mình là họ biết hết cả. Cho nên ta nói khi cái thiện cái ác á, mình tránh cái người thường thôi, chứ mình tránh cái người vô hình không được. Ma quỷ thánh thần rồi họ dòm, họ thấy nó hiện ra mà. Cho nên núi tâm thức riêng sáng chói trống rỗng ở trong đệ đó. Cái thực thể hòa hợp không sinh không diệt, đó là quan thể không thay đổi. Quan thể là cái ánh sáng của bản thể đó. Đó là cái tính chất của là vô lượng quan, vô lượng thọ, bởi vì nó còn tồn tại hoài. Nó sanh ra hình thức rồi nó trở lại cái vô hình, bởi vì nó rất là nó còn nhẹ hơn hơn cái mà cái không gian vật chất của chúng ta nữa. Sự hiểu biết này là đầy đủ rồi, lắm rồi. Nhận biết cái trống rỗng nơi trí thông minh riêng của mình như là tình trạng của Đức Phật, và xen đó như là tâm thức riêng của mỗi người. Đó là tự nghĩ trong tâm trí thánh thiện của Đức Phật. Lặp lại điều này rành mạch và rõ ràng từ 3 đến 7 lần, việc đó nhắc cho tâm thần của người đang chết nhớ lời giáo huấn của nó về sự đối chiếu. Bởi vì cái người đó trước kia họ cũng đã từng nghe rồi, hoặc là họ cũng biết gì đó, cho nên khi mà họ chết đó thì họ nghĩ không ra, bởi vì nó bối rối từ thân thể vật chất nặng nề cho đến đấy thì nó. Cho nên do như vậy nó mới có một cái tính chất mà cũng như thầy đương nói này, ví dụ cô ngồi cô vuốt con mèo đó, thầy vừa nhìn con mèo cái hình ảnh nó thoáng qua cái đầu của thầy quay cái câu nói tiếp theo lại, thầy thấy rõ ràng, chớp một cái nó. Cho nên do như vậy thành khi mà nói mà giả thiết cô dụng ý đó thì cái nghe
cái nghe mà thầy nói đó là con nghe không rõ đâu, con nghe cô không 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 thấy rõ cái chân lý được, bởi vì cái nói này nó tinh vi lắm. Cho nên thầy vừa nhìn cái thầy thấy cô thấy con mèo nó dễ thương mà nó nằm gọn trong cái lòng nó, thế tự nhiên cái hình ảnh nó vừa vào cái thầy không biết thầy đang nói gì đó. Bởi vì nói cái loại pháp này là cái loại mà mình phải tự vừa nói vừa thấy cái nói, mà không phải thấy cái ngôn ngữ của mình mà thấy cái diễn đạt từ bên trong, những cái luồng sáng, những cái sóng đó, gọi là những cái dẫn sóng đó. Nghĩa là sóng sóng mình nói bên ngoài là sóng âm thanh, còn bên bên này ở trong là sóng thức. Sóng thức tức là sóng của cái sự hiểu biết, mà nó là sau cái tâm, từ cái tâm nó phát huy ra. Bởi vì nếu thầy không có vậy thì thầy nói nó sẽ lộn xộn đó. Nhưng mà thầy vừa thấy cô ẩm con mèo thấy nó hay quá đó, cái thì tự nhiên nó lộn xộn liền, nó nhíp, nó thấy một cái gì mình hợp ý, nó thích, cái thì tự nhiên trong lòng nó mất liền. Thì bây giờ thầy phải dòm đây để thầy kiếm cái từ để thầy nó phù hợp cho nó, nói lại lặp lại điều này rành mạch và rõ ràng. Từ nhiều lần việc đó nhắc cho tâm thần của người đang chết nhớ lời giáo huấn nói về sự đối chiếu mà vị giáo chủ, tức là vị thầy của họ, cho họ trong cuộc đời của họ. Thứ đến việc đó làm cho họ nhận định tâm thức hỷ xả như là ánh sáng trong suốt. Thứ đứa nhận thức của riêng mình, người đang chết tự mình kết hợp một cách thường trực với pháp thân và sự giải thoát nó sẽ chắc chắn. Cho nên chúng ta có thể nói bắt đầu cái câu này nó dứt cái điểm này nè. À, người đang chết tự mình kết hợp với cách thường trực với pháp thân. Nên người đang chết chứ không phải là cái người chưa chết hay là người chết. Chúng ta vừa đang chết nhưng mà nếu ở trong khi chúng ta đã nghe cái chuyện này và trong lúc đó chúng ta nhớ lại, chúng ta kết hợp liền. Bởi vì cái tính chất đó nó không bị trở ngại gì cả, cho nên tự mình kết hợp một cách thường trực với pháp thân. Bởi vì cái pháp thân nó không hình tướng mà nó không có gì, cho nên chúng ta có thể thay đổi được hay cả. Cũng như cái tai của mình đó, nếu mà mình biết cái chỗ mà nó cái điều động đó thì bất cứ lúc nào mình cũng điều động được. Mà không phải là ý, không phải là thức, không phải là gì hết cả. Cho nên mình vừa nói mà mình có thể vừa quay tai này kia. Ví dụ như bây giờ tôi đương nói nhưng mà ai tới đánh tôi có thể đỡ, đỡ theo những cái chiều hướng đó được. Tôi có thể đỡ dày, đỡ dày, đỡ dày. Đó. Nó theo cái đường lối của xuyên thoa thủ pháp trong võ thuật. Tôi có thể đỡ tất cả mọi cái nó rất là, nghĩa là nó không có trở ngại. Là bởi vì sao? Bởi vì cái ý của mình đó, nó là một chuyện mà cái tính chất, cái thức trên cái ý đó nó có thể làm việc. Cho nên ví dụ mình có thể là vừa nói chuyện một người nào đó mà mình vừa không có thể đọc sách được đó. Hoặc là vừa có thể vui chơi mà vừa có thể đánh cờ được đó. Mình có thể một việc mà mình làm rất nhiều, một một cái thời gian đó mình làm rất nhiều chuyện, bởi vì cái tâm mình khác, cái khẩu mình khác, cái ý mình khác, nó khác. Nhưng mà nếu mình hiểu được thì mình mới dùng được. Còn nếu mình không hiểu thì mình bị kẹt một cái. Khi mình nói thì mình chỉ thấy cái nói thôi, chứ mình không thấy cái tâm nói. Mà nếu mình nói và thấy cái tâm nói thì mình không thấy cái chỗ mà nó sanh ra cái nói đó. Cho nên những vấn đề này nó rất quan trọng. Thành con bé mà nó hỏi hồi nãy đó là nó cũng có cái căn duyên tu học dữ lắm. Nó theo dõi ngày đêm dữ lắm. Nó cũng hay nói chuyện với thầy về cái vấn đề đó. Chứ chuyện này là cái chuyện khó hiểu lắm chứ không phải. Bởi vì nó là cái chuyện chết sống. Cũng như người ta hồi nhỏ mà thầy học về cái bấm tay đồ chơi đó, thầy có thể bấm được mấy người mà họ họ có gia đình, họ có mang cái thai đó, thầy có thể bấm, thầy biết cái đứa con trai hay con gái trong nằm ở trong đó. Cái chuyện nó rất dễ thôi. Bởi vì nếu mình thuộc những cái quẻ dịch đó, càng khảm cắn chắn tốn ly không đài, rồi mình phân ra càng tâm liên khảm trung mãn cắn phúc quyển chắn tưởng bồn tốn họa đoạn ly trung hư, đại khái như vậy đó là dịch. Dịch đó, thì mình làm cũng giống như toán học đó. Thì mình tính toán là mình biết, mình biết cái người này sanh con trai con gái và trong đó cái hình thức nó như thế nào. Nhưng mà sau này từ từ mình
mình không biết quý cái chỗ đó là mình quên đi. Bởi vì thầy học cái đó từ hồi 9-10 tuổi, bởi vì bố ông dạy mà. Còn cái chỗ mà mình biết, nếu một lúc nào cái tâm mình sáng sủa đó, có thể mình nhìn phủng một cái vật thể nào đó, mình biết được. Hoặc là mình nhìn ở trong cái tính chất tướng pháp đó, thể hình đó, là mình có thể biết được. Cho nên vì sao? Vì ở đây mình muốn nói về cái biết. Cái biết nó có cái tướng, cái biết nó không có tướng. Cái biết nó vì sao mà nó biết. Cho nên những cái học này nó đưa đi đến cái sự giải thoát trực tiếp. Khi mình biết cái này thì tự nhiên mình sẽ ít có dính mắc, không dính mắc. Và giả tỷ mình dính mắc thì mình cũng biết tại sao dính mắc. Cho nên tất cả nó thoát được những cái nghiệp rất tinh tế. Mà mình cũng như mình đương an mà mình thấy cái không an, mình thấy cái an và cái không an, mình thấy cảm giác và không cảm giác. Cho nên lúc nào mình đương an đó, mình đương an rất ngon, mà mình có thể có một người nào mình nhường cho người khác, mà trong khi đó không phải vì lòng từ thiện mình vẫn làm được. Mình nhường vô điều kiện, mà không phải là mình bỏ, mình lấy, hay không, mình không có tâm gì cả, mình nhường được. Mà cái món ăn đó mình đang thích, sự việc đó mình đang có, cho nên mình dừng được tất cả mọi mọi thứ thứ. Cho nên cái điều này là cái pháp rất quan trọng. Cho nên nói cái câu này để kết thúc: tùy nghiệp tốt hay xấu, sinh lực chạy xuống trong đường thần kinh bên phải, hai bên trái, thoát ra qua một trong chín cửa của thân thể. Lúc đó một tình trạng của tinh thần sáng suốt hiện đến, tình trạng của ánh sáng trong suốt ban đầu có thể kéo dài khoảng một bữa ăn. Điều ấy tùy thuận vào điều kiện tốt hay xấu của các dây thần kinh, và cũng tùy thuộc vào việc học hỏi, sự đối chiếu đã được làm trong cả đời. Đó, cho nên nó, khi thần thức thoát xác, người chết tự hỏi: ta đã chết hay chưa? Bởi vì cái người chết này họ họ luôn luôn họ nghi ngờ nó xảy ra rồi, họ không biết cái gì. Còn cái người mà họ biết thì khi nó chưa xảy họ biết nó xảy, còn khi đang xảy ra họ biết nó đang xảy, và họ biết bằng cái tính chất không có suy nghĩ, không có danh, thì tự nhiên cái biết đó nó rất rõ ràng. Họ không thể xác định điều ấy. Họ thấy các bà con của họ, các người thân họ như họ đã thấy lúc trước. Họ nghe tiếng than khóc của các vị này. Các ảo tưởng sợ hãi thuộc nghiệp thức chưa khởi lên và cùng chưa hiện ra các hình tướng hay kinh nghiệm của các vị chủ trì cái chết ra sao. Trong khoảng thời gian này, các vị thầy hay là người nói về thân trung ấm phải theo đuổi sự hướng dẫn của họ thì mới giúp họ được. Đó. Cho nên bởi vì những cái này là không phải là nói về lý thuyết, nhưng mà nói về cái công thức để mình ứng dụng. Đến đây nó cũng vừa hết giờ rồi. Cho nên cái nói cũng như nói chuyện vậy, chưa bao giờ mà khi thầy nói mà nó thích, mà có nó sanh ra thời gian, nó không có thấy lâu, thấy mau, thấy đúng, thấy sai vậy. Nước chỉ ngọt thôi. Rồi, cầu nguyện.